Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, Zika Audio hôm nay sẽ lên một góc thanh lý, dòng góc thanh lý với một đôi loa thương hiệu B3, dòng bass 25. Đặc biệt là cái dòng này nó rất là độc lạ, là dòng 3 đường tiếng. Vâng, thì Zika Audio có một người chú ở bên Đức và đã xách tay về cách đây vài năm. Và bây giờ chú sau thời gian chú nghe rất là hay. Và bây giờ chú đã quay trở lại Đức và chú đã cất cái đôi loa này vào một góc vì ở nhà không ai nghe. Vâng, Zika Audio sang chưa và đã nhìn thấy nó rất là lạ. Vâng, thì hỏi thím thì thím bảo cái hàng này là chú xách từ bên Đức về. Vâng, nhìn nó hơi cũ kỹ một tí ạ. Hơi cũ kỹ một tí. Nhưng đặc biệt là Zika Audio thấy đôi này nó lạ quá. Gồm 3 đường tiếng bass 25. Vâng, gồm một bass 25 đi ạ. Gồm một bass 25 và một trung 12 và một chép kèn. Vâng, nó nói chung là nó rất là độc. Vâng, thế để vào một góc mà phí quá. Vâng, thì bên Zika Audio đã hỏi chú và chú đã để cho thanh lý. Vâng, bác nào mà muốn sở hữu một đôi loa B3 mà tại Đức luôn ạ. Vâng, tại Đức thì các bác hãy gọi điện thật nhanh cho Zika Audio vì nó không có nhiều đâu ạ. Vâng, chỉ có một đôi thôi ạ. Vâng, nhìn về hình thức bề ngoài thì nó nói chung là nó cũng cũ thôi, nhưng cơ bản về cái chất âm ấy thì cực kỳ là tuyệt vời. Đấy là cái mà chúng ta cần tìm hiểu, cần nghe, chứ không phải những đôi loa rất là long lanh nhưng chất âm thì nói chung là tối lắm. Vâng, đấy là cái mà bên Zika Audio đánh giá đôi loa này rất hay sau khi mà quá trình ngồi test rất là nhiều. Vâng, các bác tìm trên thị trường không có đâu ạ. Đây là tại Đức luôn ạ. Vâng, chú đã mang về từ bên Đức cũng phải đến 7-8 năm rồi ạ. Vâng, về cơ bản nó còn rất là đẹp. Dòng gân mút xốp rất là mềm. Đặc biệt là cái dòng này cũng có thể chơi cho được không gian phòng cũng khá là lớn. Bán 25 nhưng tiếng cực kỳ sâu. Chép nó cực kỳ là bén và chung nó cực kỳ tách bạch ạ. Vâng, đấy là cái nổi trội của dòng 3 đường tiếng. Vâng, mã của nó là K103. Vâng. Vâng, K103, model K103. Vâng, nó cũ kỹ lắm ạ. Có xước sát. Nhưng về cơ bản nội thất hay là gân đều là nguyên bản, còn nguyên zin. Vâng, các bác mua cái đôi loa này về cũng có thể thay thế cho những cái dòng loa trợ lời. Cái này hỗ trợ lời rất là tốt. Vâng, tiếng rất là sáng. Vâng, hai đôi nó có hơi cũ về cơ bản, hình dáng bề ngoài nó có chút gì đó là cũ theo thời gian. Vâng, bên em chỉ có một đôi thôi ạ, không có nhiều đâu các bác nhé. Vâng, các bác sống tại Đức thì các bác mới hiểu được ạ. Vâng, đây là dòng tại nước Đức luôn, chứ không có trên thị trường chơi nổi đâu ạ. Vâng, thì đây là góc thanh lý một đôi loa B3 325 thuộc dòng 3 đường tiếng. Nó rất là độc, rất là lạ. Và bên em đang phối ghép với lại một cái đẩy liền vang WeWood KM 1200 mã. Vâng, các bác cứ tìm trên thị trường, cái đôi loa này không có đâu các bác nhé. Zika Audio luôn luôn có những cái hàng thử, hàng độc để phục vụ các bác. Chất nhạc cực kỳ là tinh tế.
không thể trộn lẫn vào đâu được về cái chất âm của B3. Cò cũ theo thời gian thì chất âm cực kỳ là đẳng cấp. B3 thì quá là nổi tiếng dạ. Vâng, mà đây đôi loa này là sản xuất tại Đức luôn ạ. Vâng, người nhà sách tại Đức về thì các bác biết rồi đấy. Hàng chuẩn, đảm bảo và còn nguyên zin. Và sau đây sẽ test một đoạn nhạc để chúng ta cùng đánh giá cái chất âm của cái dòng B3 xịn thì nó như thế nào. Về cơ bản thì cao đô nghe cảm thấy rất là thuyết phục với đôi loa chuẩn B3 của Đức, cực kỳ thuyết phục các bác ạ, không còn gì để phải bàn cãi về cái chất âm. Vâng, em nhắc lại một lần nữa nhé. Vâng, bác nào muốn sở hữu cho mình một đôi loa B3, bác anh em thuộc dòng 3 đường tiếng của B3 đấy ạ. Vâng, thì các bác hãy gọi điện trực tiếp cho shop Jika, hoặc các bác có thể để lại số điện thoại trên kênh YouTube. Vâng, bên em sẽ gọi điện và tư vấn cho các bác. Bác nghe em ạ, dừng rất thuyết phục. Cả những đôi tai khó tính nhất cũng phải là ngợi khen cái đôi loa B3 325 3 đường tiếng này. Tình mình
như giấc mơ, bao phút giây thơ mộng nơi chốn này. Tình nhẹ nhàng nhắn mây, anh và em sẽ mãi như trời xanh. Và nụ cười anh với ai bên giấc mơ gia đình vàng tinh thường. Rồi thật buồn em mãi hay, anh cùng hai tay trong tay tình muốn ký. Thà rằng ngày xưa không hề quên, không đắn đo một nụ cười. Em đau vì yêu đôi mắt cay một cuộc tình. Thơ ngày hồn nhiên với ái ân ngày xưa, mới biết em là người thứ ba. Để rồi hôm nay em nhận ra em đứng sau một cuộc tình. Anh trao lời yêu những phút giây nào nhẹ nhàng, quên đi thật mau cô gái anh từng yêu. Vâng, bên em vừa mở một đoạn nhạc thì các bác có thấy không ạ? Vâng, cái giải chung nó rất là sáng, giải chung rất sáng, thật sự là thuyết phục Cao Điêu với một cái chất nhạc gọi là không có thể đơn nào so sánh được ạ. Vâng, rất là chi tiết. Vâng, thì em có một đôi thôi ạ. Vâng, bác nào muốn sở hữu thì các bác hãy nhanh tay nhé. Vâng, hôm nay em quay tặng video để giới thiệu đến các bác góc thanh lý. Vâng, sau cùng thì em xin phép được dừng video và chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công ạ. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.